Bonjour tous, chào mừng các bạn quay trở lại với trang học tiếng Pháp cùng Vanh, Français avec Vanh. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục mỗi ngày một câu chuyện, Un jour, une histoire. Nào chúng ta cùng bắt đầu, allez, on commence. Bài hôm nay của chúng ta có tiêu đề là công tờ nu, động từ công tê là kẻ, công tờ nu, mệnh lệnh ở đây là kẻ cho chúng ta, là bon entente, entente có thể là một cái thỏa thuận hay là một sự hài hòa. La bonne entente có thể là một cái thỏa thuận tốt hay là một cái sự hài hòa tốt đẹp trong mối quan hệ giữa người với người. Trong bài hôm nay chúng ta đề cập đến một câu chuyện ngụ ngôn về việc là hai con dê cùng đi qua một chiếc cầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bản tiếng Pháp. Il était une fois une chèvre qui se baladait dans la forêt pour prendre un peu d'air. Soudain, elle eut une envie, celle de goûter l'herbe sur une pente de colline qui se trouve en face d'elle. La pente herbeuse de la colline se trouve près d'un ruisseau. Un long bois étroit servait de pont sur le ruisseau. En traversant le pont, elle vit une autre chèvre venir de l'autre côté. Le pont était si étroit qu'un seul animal pouvait le traverser à la fois. La première chèvre dit à l'autre avec un ton menaçant. « Laisse-moi passer en premier. C'est toi qui dois me laisser passer en premier, » rétorqua l'autre chèvre. Elles commencèrent à se menacer et se livrèrent finalement à une terrible bagarre sur le pont étroit. Nội dung tiếng Việt của bài hôm nay như sau. Ngày xưa có một con dê đi dạo trong rừng để hít thở một chút không khí. Đột nhiên, nó có một mong muốn được liếm cỏ trên một ngọn đồi dốc ở phía trước mặt nó. Dốc cỏ của ngọn đồi gần một con suối. Một cây cầu dài và hẹp được sử dụng làm cầu trên dòng suối khi vượt qua cây cầu. Nó nhìn thấy một con dê khác từ phía trên. Từ phía bên kia, cây cầu rất hẹp, chỉ có một con vật có thể đi qua nó một lúc. Con dê đầu tiên nói với con dê kia một giọng đe dọa, hãy để tôi đi trước, là bạn phải để tôi đi trước. Con dê kia đáp lại. Chúng bắt đầu đe dọa nhau và cuối cùng chúng đánh nhau khốc liệt trên cây cầu hẹp. Tiếp tục, il était une fois une chèvre qui se baladait dans la forêt pour prendre un peu d'air. Soudain, elle eut une envie, celle de goûter l'herbe sur une pente de colline qui se trouve en face d'elle. La pente herbeuse de la colline se trouve près d'un ruisseau. Ở đây chúng ta sẽ có này, il était une fois, nó chính là ngày xưa. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Une chèvre, một con dê, qui, mà, se balader, động từ se balader có nghĩa là đi dạo, ở đây chúng ta sử dụng. Anh parfait để mô tả cái việc con dê nó đã đi dạo dans la forêt, trong rừng. Danh từ la forêt là rừng. Pour prendre un peu d'air là động từ prendre un peu d'air. Prendre bình thường có nghĩa là lấy, để lấy một chút không khí thì chính là để hít thở không khí đó. Soudain, trạng từ soudain có nghĩa là bỗng nhiên này. Elle lui une envie thì cái u ở đây nó không phải là một cái thì nào khác mà thường các bạn đã học, mà đây nó sử dụng đó là passé simple. Passé simple thì thường xuất hiện trong các câu chuyện ngụ ngôn, các cái câu chuyện cổ tích hay thần thoại và thay thế cho passé composé. Ở đây chính là động từ avoir được chia ở passé simple. Avoir une envie là có một cái mong muốn. Sen de goûter thì sen đây chính là thay cho cái mong muốn đó, chính là thay cho cái danh từ envie này đó. Thì cái mong muốn để làm gì? Để goûter là để nếm cái l'herbe. Goûter l'herbe có nghĩa là nếm cỏ. Sur une pente, trên một cái dốc, pente là dốc, de colline, colline là ngọn đồi, trên một cái dốc đồi, qui se trouve, cái mà nằm ở, en face d'elle, nằm ở đối diện hay là ở đối diện trước mặt nó đấy, la pente, và cái dốc, dốc herbeuse, cái dốc cỏ này, herbeuse là tính từ liên quan đến cỏ, thuộc về cỏ đấy, cái dốc cỏ của cái đồi, de la colline, se trouve, thì nằm. Se trouver là chỉ vị trí. Près d'un ở đây chính là près de, là gần. Un ruisseau là gần một con suối. Nào đoạn này chúng ta sẽ hiểu như sau. Ngày xưa thì có một con dê nó đi dạo trong rừng để hít thở một chút không khí. Đột nhiên thì nó có một mong muốn là được liếm cỏ trên một dốc đồi trước đối diện với nó. Và dốc cỏ của ngọn đồi này thì gần một con suối. Đầu tiên, un long bois étroit servait de pont sur le ruisseau. En traversant le pont, elle vit un autre chèvre venir de l'autre côté. Le pont était si étroit qu'un seul animal pouvait le traverser à la fois.
La première chèvre dit à l'autre avec un ton menaçant: Laisse-moi passer en premier. Nào đây chúng ta sẽ có này. Anh long boa, là boa là gỗ, ở đây là một cái khúc gỗ. Gỗ long, long boa là gì? Khúc gỗ dài. Étroit là gì? Khúc gỗ dài và hẹp. Servir de, ở đây chúng ta sẽ có động từ servir de, có nghĩa là dùng để làm gì, phục vụ cho cái việc gì. Được dùng như một cái cây cầu. Sur le ruisseau, trên cái dòng suối. En traversant, ở đây chúng ta có động từ traverser là băng qua, dùng ở gécondif, có nghĩa là chỉ cái hành động đồng thời. Trong khi mà băng qua cái chiếc cầu thì envy nó thấy. Ở đây không phải vivre là sống đâu nhá, mà nó là đi từ động từ nguyên mẫu voir, ở đây là thì passé simple là quá khứ đơn. Các bạn chú ý thì đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Trong tiếng Pháp ấy thì khi nói về một câu chuyện ngụ ngôn hay là một câu chuyện cổ tích huyền thoại thì người ta thường sẽ sử dụng ở quá khứ, đó là thì passé simple và anh parfait. Anh parfait thường để chỉ miêu thường để miêu tả và passé simple thì để chỉ các cái hành động. Chứ người ta sẽ ít khi sử dụng nó là passé composé hoặc không sử dụng passé composé, chủ yếu sẽ là passé simple và anh parfait. Envy nó nhìn thấy une autre, một cái con chèvre, một cái con chèvre khác, có nghĩa là một con dê khác. Venir de, con dê khác mà đến từ l'autre côté, từ cái phía phía khác. Côté đây là cạnh, là cái hướng đấy, là cái hướng khác. Thì chúng ta sẽ có động từ voir quelqu'un faire quelque chose, thấy ai hay thấy con gì nó làm gì. Chính vì thế chúng ta chia động từ venir đây ở dạng nguyên thể. Le pont, cái cây cầu này était si étroit. Nào chúng ta sẽ cấu trúc là si cộng với cả tính từ cộng với cờ là như thế nào, đến mức mà nó quá nhỏ, nó quá hẹp đến mức mà qu'un seul animal, chỉ có con vật duy nhất, chỉ một con vật thôi. Pouvait, có thể, le traverser, có thể băng qua nó, thì le ở đây chính là băng qua cái le pont này đấy, băng qua chiếc cầu đấy. À la fois, cùng một lúc, có nghĩa là trong một lúc thì chỉ có thể có một con dê băng qua cầu thôi. La première chèvre, con dê đầu tiên thì nói với đi à l'autre, nói với con dê còn lại. Avec un ton, ton ở đây chính là một cái giọng nhé, với một cái giọng menaçant, một cái giọng là đe dọa, một cái giọng mang cái tính đe dọa. Ở đây chúng ta có menaçant đây đóng vai trò như một tính từ. Laisse-moi, để cho tao, passer, đi qua, en premier, đi qua trước, đi qua đầu tiên. Đoạn này chúng ta sẽ hiểu như sau. Một cái cây gỗ dài và hẹp được sử dụng làm cầu trên dòng suối. Khi trong lúc mà đi qua cầu thì nó nhìn thấy một con dê khác đến từ một cái phía khác, đến từ phía bên cạnh, phía đối diện. Le pont, cái cây cầu rất hẹp, chỉ có một con vật có thể đi qua một lúc. Con dê đầu tiên nói với con dê kia, con dê khác, với một cái giọng đe dọa: hãy để tôi đi trước, hãy để tao đi trước. Cuối cùng, c'est toi qui dois me laisser passer en premier, rétorqua l'autre chèvre. Elles commencèrent à se menacer et se livrèrent finalement à une terrible bagarre sur le pont étroit. Ở đây chúng ta sẽ có này, c'est toi, đó là mày hay đó là bạn. Qui, người mà, doit động từ devoir đó là phải. Me laisser, động từ laisser là để lại cho ai, để ai làm cái gì. Thì đây chúng ta sẽ có là để cho tôi, passer en premier, chỉ chính là mày phải để cho tao đi trước. Rétorqua l'autre chèvre, cái con dê khác ấy, nó bắt đầu đáp trả. Con dê khác nó đáp trả động từ rétorquer, có nghĩa là đáp trả lại, trả lời lại. Ở đây chúng ta sẽ dịch là đáp trả. Con dê khác đáp trả, đó là mày, phải để cho tao đi trước. En commencer, động từ commencer ở đây chúng ta sẽ chia ở passé simple, là chúng ta sẽ có là commencer. Và chúng này, chúng bắt đầu, en đây là thay cho hai con dê, chúng bắt đầu à se menacer. Động từ menacer là đe dọa và se menacer là đe dọa lẫn nhau. Et se livrer, động từ se livrer à quelque chose có nghĩa tham gia vào cái việc gì. Chúng bắt đầu đe dọa lẫn nhau và cuối cùng finalement, trạng từ cuối cùng, chúng nó bắt đầu tham gia vào cái une terrible
Bagarre là một cái trận chiến, một cái trận đánh nhau. Đánh nhau rất là terrible, là đánh nhau rất là kinh khủng, rất là khốc liệt. Chúng bắt đầu đe dọa lẫn nhau và tham gia vào một cái cuộc đánh nhau khốc liệt. Sur le pont étroit, trên cái cây cầu hẹp. Ở đây chúng ta sẽ trích đoạn này như sau này. Là bạn phải để tôi đi trước, con dê kia đáp lại. Chúng bắt đầu đe dọa nhau và cuối cùng chúng đã tham gia vào một cuộc đánh nhau khốc liệt trên cây cầu hẹp. Bài hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe. Hãy like, share, comment cũng như đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích. Merci à vous, au revoir et à bientôt.